Nè, sẵn đây nói luật hôn nhân gia đình nghe chơi. Đây, cậu chủ chưa có vợ, ở đó chưa có chồng, được quyền rước cậu chủ. Còn nếu cậu chủ đã có vợ, ở đó rước cậu chủ mỏ máu không. Ở đó cậu chủ chỉ mới có bồ, được quyền tranh chấp. Tranh chấp? Cô không nghe người ta nói sao? Đánh vào đồn có địch mới vui, đồn không có địch đánh chi bà nội.